Xin chào các bạn, người Việt Nam ơi. Ok, hôm nay là vừa đang thèm mì gói. Chỉ là ông một bóng thật đang nói là đừng ăn mì gói, do ăn mì gói hôm qua, ngày khác, ngày sau, ngày nữa là không tốt. Hôm nay là ăn gì thì có nấy. Chỉ là ông một bóng đang lên tay làm một món cơm nhà. Ok, bà con ơi, đây. Đây quán biết phải không gì không? Cái tâm mà, không biết luôn. Đây hành lá, hành tím vào, vài tôm vào, cái quýt, có cái quýt ai biết, vào vô tôm, quýt, một hạt nêm, đừng lo nghe, anh làm cho, có ăn mì gỏi không? Con. Con à? Là chứ, bà con là chứ, vợ con thêm mì gỏi. Mà sao Quang đem mì gỏi dục ra ngoài đường không ăn được. À mà ăn mì gỏi, cặp cửa mà ăn mì gỏi, ăn bà con ấy. Thả muỗng dầu, tôm quýt vào, xào lên thơm rồi đấy. Một tô nước vào, sôi lên rồi đấy. Bỏ spinach vào, rồi chứ nấu lên 10 phút. Nêm, muối, thì hạt nêm thôi. Ai thích ăn mà thì bỏ thêm. Để thôi. Bọn thứ hai, thịt rim ngọt. Đây là một cân đi. Một cân thịt heo xương đây. Một muỗng hạt nêm bỏ vô. Và thấm lên 20 phút. Chiên lên. Chiên xong rồi á. Ở thịt ra đi. Khai một bồ. Một muỗng đường vào. Cho kem mà lai. Kem mà lai lên quá đẹp. Hai muỗng bột mắm vào. Thịt vào. Xào đi. Đây là thịt xiên rim. Món thứ ba là đây. Ông ơi bắn yêu thích nhất. Đây là món tuổi thơ của ông ơi bắn. Đây. Ham. Long ham. Lấy cho khỏi đó. Mở ra. Bỏ ngay nha. Không bỏ ngay là bị nước xong rồi. Là cắt từng miếng. Vậy thôi. Ai ăn là thì phẻ ra. Mình bắt đầu xào lên. Hành, hành tím, cà chua. Xào lên thơm rồi á. Hem vào, một chén nước vào. Xì hạt nếm. Đây là một món cơm của môi bẩm đây. Bên này là một dĩa thịt xương rim ngọt. Không biết cái gì là rim ngọt ngon lắm. Bên này là một tô ham. Nó kêu là long ham xào cà chua vị hành đầy đủ. Bên này canh, canh spinach vì thịt, thịt tôm bầm. Đó, gì thế, gì đó. Ok, okay. Là một tập nữa nè, là một tập nữa nè. Okay. Một hai ba, mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Ây dạ. Ai biết thì cười. Đi làm. Ai cười cười. Rồi ăn cơm hả? Cười nhỉ? Cơm à? Rồi ăn cơm không? Tôm khô. Hey. Không ăn bột tái được. Tái được hả? Đây mời ra cả nhà ăn cơm. Cái con lợn xin nè. Hấp dẫn lắm. Ăn ra cho miệng thịt nè. Đã ra thiệt nha, ngon thì ngon, giờ thì giờ chắc anh chạy cái đường hơi hơi dìu dìu. Ngon. 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 Rồng đá kìa. Nhọn em nghe. Cơm. Bữa nhọn mà ngoại em đậm mà. Nóng không? Nóng được tóc. Nghe nghe mưa. Mưa mới chịu ấm ấm á. Nghe đi dính ấm á. Thế mưa đó, mưa dữ á. Thằng còn nóng quá. Mưa. Mưa lành quá, ấm. Qua thời gian ấm. Ấm ra. Giờ bị đụng hồi rồi. Ừ. Ngon. Có nhãn nữa. Ngon. Thắt cọc cách túi đó. Ừ.
Nó cà chua xay cà lõn hả? Không, cóc lõn. Không, nó đồ cơm ngon, cơm ngon nhau. Cơm khô 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 ngon. Rề rề ngon. Rề 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 ngon. Rề mắm bị khô. Rồi mà hết. Mày thẳng lắm, hai thẳng lắm. Hai thẳng mày ăn. Ngon. Còn mấy rồi, mấy có ăn rồi. Giờ ngay là chính là có bố ăn mà ra ở ngay muốn ăn vậy bây giờ cũng có tầm sao sao không có mơ me với cà luôn sao khốn đó luôn nó sẽ ăn muối đâu dưa muối đâu dưa là bò tè không hấp dẫn không biết thịt bò sẽ ăn khô một cái lẩu thì lẩu một cái cháo cháo khô á bỏ bên đi bò sao ấy rồi ăn có giá vị nó ăn lắm thiệt lưng no. Chảo có thể một chảo có thể sờ luôn do còn ngay ngay này đó nó no. Còn ngay này bác sĩ nào phải ăn nhiều sắc vô và phải nhẹ dùng mũi đâu dứa nó còn ngay này một bạn đang sai nhược uống và vừa đang này thôi đừng sai nhược uống nè em là sai nhược uống phải hướng ăn vớ có ăn sai rồi ăn thích đó em uống đó đã ăn món cỏ giá vị ở kiểu phải ở kiểu giảm ăn vị trí á lạc lạc lèo lèo khó chịu lắm cơm đâu bác cho về ăn cùng con nắng con làm ngon đi xem thấy ngon ạ có dương dương vai có khí nấu khô nấu dẻo luôn anh phải giữ cái chân anh bỏ chắc không mỡ khi hàng sống là anh mỡ ngồi bà mẹ đã đúng không chắc không bỏ cái này lăn thích nha à mày gọi không không gọi mày gọi mà nhưng không được thấy mày gọi vì tỉnh còn thể giả à khởi xuyên hết không khởi xuyên hết chưa còn răng ngồi dự án chắc chắn một tuổi đã ăn được đó đã ăn được tất cả hết đó ngon đấy Ai ăn cái rau này khỏi không ăn bị chặt cái rắn bị rắn ít đó rồi em đang bị chặt bị sắc đó rồi có lúc mà mày ăn sữa sống này nó kêu bán mẹ ăn giờ để mẹ bắt buộc đi ngủ cũng nhiều con gì mà không mở mắt luôn khó chắc nó ngủ lại ngủ lại cho sữa uống sữa chứ hết sữa lấy ra khó cái bữa hâm chụp cái sữa nữa bơi bỏ thấy ngủ bỏ xuống tỏi bỏ lại để chim khó bố một con mình la lên chắc không có bọn đáng gì mà mới bọn buồn chóng ngủ lại đó cái mốt rồi dần gì dần bắt buộc ngủ á và hằng ký còn nghe không ôn ai gì cả hơn nghe á đó đáng ngủ đó bắt buộc ngủ lại phải không chứ nhớ đây ngủ mệt tiếng đấy hơn tiếng ấy dạ ăn nấu tốn cái món cánh chiên thì hiện nổi với tốn nó cái nước ngọt từ yếu không cần bỏ đường gì nó cha đâm
Bây giờ anh thích nấu canh với tôm nhiều đó. Bây giờ ăn cơm canh khốn khỏi vị trí đang làm ăn canh tôm nữa. Bị đen đen. Hơi xíu. Ê. Ai vậy? Ai vậy? Ủa chưa vậy? Có ba người đây, một người đang bịt tai. Sao mà chắc ngại nghe? Giờ ba mẹ già đi cũng ngại nghe. Bỏ cái vịt ngon. Không, bỏ ra ăn được chứ. Không biết sao thầy cảm hấp dẫn làm. Thế, vô vô nước. Vô nước luôn. Đó cá. Cá có tan nhỉ. Dễ tan lắm. Tắt máy. Bắt đầu tập 2. Tập 2 nhé. Tập 2 nhé. Xuyến chưa? Thấy không? Giờ nó nghe. Bình thường là hồi việc chơi là đưa cho nằm đố chơi khởi. Đấy, nằm đố chơi chưa thích. Đứa đó mà thả ra vì khó mà bên hiệp phải đợi khó hơn nhưng được lần hai tháng á cho được nó chơi mà khó sợ không biết cái gì không lâu lâu mà bà mua cái đồ chơi có cái đạp đang gì cái chấm á mày mua về ra thích đạp chứ việc thích hay không mới thể đạp thấy cái mặt thích đạp sao có tự yêu sao có sợ ngủ tụi mờ hoặc hẹp lắm sợ mà bạn này đem đi vứt á. Ba là đem tiếp á. Trong sự đây, không được sao thầy cái cảm này như thế nào mà không vô nước á. Thịt ngon là thịt có nà có mỡ không béo. Dồn em nghe. Được vừa. Cảm này ngon lắm. Ăn cánh nhiều thế. Ngon. Cái mẹ bữa mẹ cái mẹ nấu sẵn thì em ăn khỏe đó. Giờ anh sao không có gia vị em ăn khỏe. Cho healthy. Ăn cơm. Ăn cơm. Hồi dân đốt diễn trong ăn mẹ cho luôn ăn tài bỏ xôi. Trong chiếu không? Trời ơi rồi mẹ ăn gì không? Chứ mẹ cho luôn ăn. Tắt đi chơi. Cho ăn đôi gì về được. Chuỗi ô bớ. Chà, cảm này còn làm, còn ngon lắm. Cảm có. Cảm miệng bá. Giống như nhau nè. Bỏ một cái gì thả miệng chứ. Để cái vỏ thử để thả miệng. Chắc bỏ cháy, bỏ miệng luôn. Cái lắc á. Chưa ăn được con. Đưa cái lắc không cầm có bỏ miệng. Nào, cắt lên. ngon. Chắc thích lắm. Mới ấm. Để gì đó để bông lắm. Thì cái tà cây là ai cắt là ăn sữa. Ăn. Thì tà cây là nằm một bên rồi cũng ăn. Tập 2 rồi nha. Tập 2 rồi nha. Ê kì. Thằng này hay không? Thằng này hay không? Cái sản là mùi với hậu với ăn. Sợ ngọt lắm. Có hai bi cam ngoài. Chắc ăn cam xong lại
Dạ hậu sao? Dạ chứ dạ hậu là kiểu khác rồi. Chứ lưng trước là con. Và chứ là tháng sau là dài. Mày bấm nó dài là con lưng trước á, năm ngoái. Con. Con chưa dài đúng không? Buông giờ hậu làm thì đó khi nào buông giờ hậu á có khí anh mới biết ăn mới cho ăn cái gì không tại sữa của hận ra ở lại cái mùa ông bóc đục thì mình mới ăn mới đục cho miệng trong đời thêm á rồi ăn kiểu là được không được đắt không được không được đắt rau ăn được được nhập đục được hết trong đời thêm đến với cái bên hẳn chú thì người được ngồi ăn sẽ mới nắng nó mới đúng trời nào nhau ăn không ăn tay đi ăn tay đi không ăn tay đi chắc ăn được rồi cũng coi lắm á nó sẽ cái đuôi của con chưa chưa ready ra đi chơi đi cực khổ ý để ba mẹ ăn cực khổ đi. Ăn ra chơi với ba. Thấy chơi với ba thì vật giáo chưa hả? Vật giáo chưa vật khí chơi luôn ý.